Hey, chào cả nhà, lại là mình Isa đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spy Room. Và hôm nay là một bài viết của tác giả Sao Chổi Rơi. Thực tập không lương để học hỏi. Luận điệu của kẻ bóc lột. Hello mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một việc: có nên trả lương cho thực tập sinh hay không? Khái niệm thực tập ở trong bài viết này sẽ loại bỏ những trường hợp như sau: thực tập bắt buộc chỉ để đem giấy chứng nhận về cho nhà trường, hay là được bố mẹ, người nhà gửi gắm vào thực tập ở công ty người quen. Việc thực tập mà mình muốn nhắc đến ở đây là về những người thực sự lao động và những người thực sự đang thuê lao động. Ok nha. Thứ nhất, có đạo đức không khi một số công ty đa quốc gia đặt tại nơi khác thì trả lương cho thực tập sinh, còn đặt tại Việt Nam thì không? Lý do là vì các nước kia coi trọng quyền lợi của người lao động. Theo đó, công ty có thể trả lương thấp cho thực tập sinh, nhưng bắt buộc phải trả lương theo mức tối thiểu. Nếu họ không trả lương cho thực tập sinh, điều đó chứng tỏ họ đang bóc lột sức lao động của thực tập sinh, chứ không có cách bảo chữa nào khác. Chỉ có ở Việt Nam, người ta mới bênh vực cái lý lẽ rằng thực tập sinh đến đây để học hỏi, đã tạo ra giá trị gì cho công ty đâu mà đòi nhận lương. Xin lỗi đi, bạn ngồi chung quán, cả ngày chỉ xua tay, đuổi ruồi. Người ta vẫn phải trả tiền thuê bạn và trả bảo hiểm cho bạn đấy thôi. Ở FTU, mình đã được học về đạo đức trong kinh doanh. Theo đó, một công ty đa quốc gia được cho là có đạo đức khi biết nghĩ cho cộng đồng, không chỉ tại nước sở tại, mà còn trên tất cả đất nước họ hiện diện. Ví dụ, tuân thủ luật bảo vệ môi trường của nước mình, nhưng mà thấy nước khác không có luật thì liền tranh thủ xả rác là vô đạo đức rồi. Nộp thuế đầy đủ cho nước mình mà trốn thuế tại nước khác là vô đạo đức rồi. Tương tự, trả lương cho intern nước mình mà lại bắt intern nước khác làm không lương là vô đạo đức rồi. Thử nghĩ mà xem, như vậy thì khác gì cái thời mà còn quốc mẫu và nước bị đô hộ không? Tại sao ta lại dễ dàng để cho những tên tư bản xuyên quốc gia đè đầu cậy cổ người lao động trẻ tuổi nước nhà và tự hào tuyên bố rằng thế mạnh của chúng tôi là nhân lực giá rẻ? Thứ hai, thời nay có đúng là sinh viên mới ra trường chẳng biết cái gì hay không? Tớ thì không biết sinh viên ngày xưa như thế nào, nhưng mà sinh viên mới ra trường bây giờ biết nói ngoại ngữ thao thao bất tuyệt này, biết sử dụng máy tính thành thạo này, biết rất nhiều về online platform này, đi Tây đi ta đi tàu này. Có nhiều bạn chỉ cần chỉ việc 1-2 tuần là có thể bắt sóng với công việc rất nhanh. Sau đó thì những sinh viên mới ra trường chẳng biết cái gì đó, ôm một đống việc, intern mà làm bằng nhân viên full time. Xong vẫn viện cái cớ là thực tập, còn phải học hỏi thêm để thoái thác quyền lợi người lao động. Thứ ba, cứ cho là người ta chưa tạo ra giá trị, vậy bạn tuyển họ để làm cái gì? Bạn có thể tuyển những người nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều tuổi hơn, thạo việc hơn. Ủa, cứ tuyển sinh viên hay là sinh viên mới ra trường rồi kêu ca họ không tạo ra được giá trị gì là sao? Có hai trường hợp. Thứ nhất, nếu bạn tuyển đại trà, ai ai cũng được, chứng tỏ bạn chỉ muốn tiết kiệm chi phí, lợi dụng thời gian và công sức của nhiều người trẻ để xào nấu ra các sản phẩm thương mại vốn không đồng. Thứ hai, bạn tuyển họ vì bạn thấy họ có tiềm năng. Bạn sẽ mài giũa họ sáng bóng lên rồi thu lại giá trị trong tương lai. Hai bên đều muốn lợi ích từ người còn lại, vậy cũng cần làm hài lòng nhau chứ đúng không? Bạn có thể đầu tư vào tôi để đợi tôi sinh lời. Bạn có thể đầu tư sớm để hớt váng những tài năng đang trong giai đoạn dễ tiếp cận nhất,
Nhưng không, bạn lại trả cho tôi những đồng bạc còng cõi, hoặc là không trả gì, vì bạn bảo là hiện tại tôi cần được đào tạo thêm. Nếu bạn thấy tôi có tiềm năng, cảm ơn bạn. Nhưng người khác cũng thấy điều đó. Ai đối xử với tôi tốt hơn thì tôi sẽ lựa chọn người đó. Hết. Tôi từng làm việc cho một khách hàng như thế này. Người ta chiếm dụng của tôi 2 tiếng đồng hồ chỉ để thuyết phục tôi rằng hãy đi theo người ta đi. Tôi có tiềm năng phát triển đấy. Rằng là họ đã hợp tác với khá nhiều người nhưng mà không hợp và muốn tôi làm cho họ. Nhưng đồng thời, họ lại từ chối trả cho tôi mức mà tôi có thể nuôi sống bản thân. Họ khuyên tôi không nên tham lợi trước mắt. Thứ tôi cần tập trung bây giờ là tri thức, cũng giống như là thực tập không lương để học hỏi vậy. Ok, bye bye. Nói vậy không có nghĩa là tôi cần tiền hơn là mentor. Tôi không bao giờ quá cần tiền, nhưng một mentor keyboard từng đồng với người lao động thì không đáng trở thành mentor của tôi. Thứ tư, tư bản và chủ nghĩa Marxist. Quay trở lại với giảng đường, thời ta còn được học chủ nghĩa Marxist. Có lẽ các cậu đã từng bối rối khi chủ nghĩa này cho rằng để tạo ra giá trị, tư bản phải bóc lột người lao động. Thầy giáo của tôi khi dạy đoạn này đã bảo rằng thôi, đừng có gọi tư bản bóc lột nữa, sau này các em đều đi làm cho tư bản mà. Tôi khá là bối rối vì trong khi nền kinh tế Việt Nam đang đi theo hướng tư bản hóa với đa phần mối quan hệ giữa công ty tư nhân, tư bản và người đi làm thuê, người lao động, giảng đường lại dạy một chủ nghĩa phản bác lại cơ chế đó. Khá là hài hước. Gần đây, mình có đọc một cuốn sách khá là hay, Trại Súc Vật của George Orwell. Bạn sẽ tìm thấy những hình bóng quen quen tại một cái chuồng nơi súc vật đã lật đổ giai cấp con người để thành lập một nhà nước của giai cấp súc sinh. Nhưng mà thôi, không nói nữa. Các bạn có thể xem video ở trên kênh giải trí nha. Thứ năm, những nước tư bản hóa sớm hơn, chúng ta đã trải qua giai đoạn bóc lột này rồi. Hãy nhìn rộng ra một bức tranh lịch sử lớn. Những gì đang diễn ra ở đây là sự lặp lại của quá khứ. Những nước tư bản hóa sớm hơn chúng ta đã trải qua giai đoạn bóc lột này rồi. Vì vậy, họ đang đi đến giai đoạn tiếp theo, bảo vệ quyền lợi người lao động và chú trọng vào an sinh xã hội. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện có nên trả lương cho thực tập sinh hay không, hãy nhìn ra một bức tranh lớn hơn, chúng ta đang trải qua một giai đoạn tất yếu trong lịch sử. Giai đoạn tư bản bóc lột người làm thuê. Và có thể nhìn thấy là đối tượng dễ bị bóc lột nhất chính là học sinh, sinh viên, người mới ra trường. Nếu các tay tư bản đẩy hết mọi việc lặt vặt, yêu cầu thấp cho những thành phần này và không trả lương, họ sẽ tiết kiệm được kha khá chi phí. Và nếu họ thường xuyên tuyển những thành phần này, họ sẽ tiết kiệm được khủng khiếp chi phí luôn. Và mật ngọt để dụ dỗ những thành phần yếu thế này là gì? Em còn non lắm, em còn dở lắm, em chưa xứng đáng nhận đồng lương đâu. Nhưng mà tôi rộng lượng lắm, tôi ban ân huệ cho em, nên là hãy làm 12 tiếng một ngày cho tôi. Tôi sẽ trả em bằng trí thức nhá. Nghe cuốn quá còn gì. Các bạn nghĩ sao? Hãy comment ở phía bên dưới cho chúng mình biết nhá. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này, mong là không có quá nhiều gạch đá ở đây. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào sparroom.com để tìm đọc thêm. Và đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình nữa nhé. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.